nhằm trao đổi và kết nối hợp tác đầu tư thương mại giữa các doanh nghiệp của Việt Nam và Hàn Quốc, hình thành chuỗi liên kết giá trị sản xuất bền vững trong lĩnh vực điện thoại. Mới đây tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc KOTRA tổ chức tọa đàm đối thoại chính sách ngành linh kiện điện thoại di động. Tại buổi tọa đàm, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại ông Vũ Bá Phú cho biết, trong những năm qua, Cục đã phối hợp với các tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư giữa hai nước nhằm tìm hiểu nhu cầu thị trường cũng như đối tác đầu tư. Samsung Việt Nam là câu chuyện điển hình thành công của các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam. Kéo theo đó là một loạt doanh nghiệp Hàn Quốc về linh kiện, phụ tùng điện thoại di động cũng bày tỏ mong muốn tham gia đầu tư tại Việt Nam. Đây chính là cơ hội cho doanh nghiệp hai nước hình thành chuỗi giá trị liên kết sản xuất bền vững trong lĩnh vực điện thoại. Cũng tại buổi tọa đàm, ông Lee Jung Seo, Chủ tịch KOTRA khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương, Tổng Giám đốc Văn phòng KOTRA Hà Nội chia sẻ, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn là nước đứng đầu về vốn FDI vào Việt Nam. Lũy kế đến ngày 20 tháng 8 năm 2020, tổng vốn đầu tư đăng ký của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đạt 70,4 tỷ đô la Mỹ, chiếm 18,5% tổng vốn FDI đăng ký đầu tư vào Việt Nam. Hiện đã có khoảng 8.900 doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam. FDI Hàn Quốc có tác động lan tỏa đến các thành phần kinh tế trong nước, thúc đẩy các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ. Tại các sự kiện xúc tiến thương mại đầu tư được tổ chức tại Hàn Quốc, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã bày tỏ sự quan tâm của họ đối với việc đầu tư vào Việt Nam và thể hiện mong muốn được đến Việt Nam để tìm hiểu sâu hơn về thị trường cũng như tiềm năng sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam.